Huấn luyện viên Jesus Casas: Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị. Tuyển Iraq đã thắng Indonesia, nhưng trận gặp Việt Nam sẽ rất khó. Hai đội Việt Nam và Iraq có lối chơi tương đồng, thiên về kiểm soát bóng. Bởi thế tôi tin đó sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi. Cầu thủ Mechas Doski: Ở trận đầu tiên, cả tuyển Iraq và Việt Nam đều giành chiến thắng. Hai đội đều có những cầu thủ tốt trong đội hình. Chúng ta hãy chờ xem màn trình diễn ngày mai trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra như thế nào. Câu hỏi từ phóng viên Iraq: Sau khi đánh bại đội tuyển Indonesia, người dân Iraq đang rất mong chờ đội nhà sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo. Ông nghĩ sao về sự kỳ vọng này từ các cổ động viên? Huấn luyện viên Jesus Casas: Trong bóng đá, chiến thắng là không bao giờ dễ dàng. Cả tuyển Việt Nam và Iraq đều muốn giành chiến thắng. Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Tất nhiên chúng tôi muốn thắng, nhưng sẽ không dễ dàng để làm được điều đó. Phóng viên Iraq đặt câu hỏi cho cầu thủ Mechas Doski: Đội tuyển Iraq đã mắc một số sai sót trong phòng ngự khi thi đấu Indonesia. Anh và đồng đội sẽ làm thế nào để cải thiện vấn đề này? Cầu thủ Mechas Doski: Khi trở về thi đấu cho đội tuyển Iraq, đó là cảm xúc rất đặc biệt và tôi luôn cố gắng thể hiện tốt nhất. Tuy nhiên, không thể nào chơi một trận đấu hoàn hảo mà không mắc lỗi cả. Toàn đội luôn chú ý hỗ trợ, nhắc nhở nhau để hoàn thiện hơn ở trận đấu tiếp theo. Tới lượt phóng viên Việt Nam đặt câu hỏi cho đội tuyển Iraq. Tôi có một câu hỏi cho huấn luyện viên, là chắc chắn là ông cũng đã phân tích đối thủ Việt Nam rất nhiều và tất nhiên chúng tôi sẽ không hỏi về cái điểm yếu bởi vì ông sẽ giữ bí mật, nhưng mà chúng tôi muốn hỏi về ông có thể chỉ ra một vài cái điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam, và câu thứ hai là cái thời tiết lạnh ở đây nó ảnh hưởng như nào đến đội. Xin cảm ơn. Tôi cũng đã có nhiều nghiên cứu về đội tuyển Việt Nam. Đây là đội bóng chơi biên tốt, có nhiều cầu thủ tốc độ. Còn về thời tiết, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề với cả hai đội. Cá nhân tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ còn có một lợi thế khác, đó là sự ủng hộ của người hâm mộ trên các khán đài.